Chào các bạn tin nhanh 24/7. Tin tức an ninh nó bật nhất 24 giờ qua ngày 14/7. Bị dao găm trúng trán, bé trai chấn thương sọ não. Trước đó, bệnh viện nghi nhập viện trong tình trạng lưỡi dao găm vào trán, chảy máu rất nhiều. Sau nhiều giờ thăm khám, làm các xét nghiệm, các bác sĩ đã khám bệnh nhi đã bị một lưỡi dao rộng khoảng 4cm, găm sâu hơn 3cm vào giữa trán, gây chấn thương sọ não. Sau ca phẫu thuật kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, hiện sức khỏe của bệnh nhân tinh tê đã tạm ổn, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Theo người nhà bệnh nhi cho biết, vào ngày 12/7, tê cùng một người em họ cầm dao trong lúc nô đùa. Chẳng may con dao trên tay bị tuột khỏi cán, nên lưỡi dao găm thẳng vào trán của bé tê. Sau khi xảy ra sự việc, người nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng, đưa tê vào bệnh viện cấp cứu. Bảo vệ ngân hàng mang súng chia xác đối thủ. Vào ngày 3/7, công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự hai tượng Nguyễn Trọng Quyết, 32 tuổi, Đỗ Công Thành, 30 tuổi, ngụ ở thành phố Biên Hòa để điều tra về việc sử dụng súng quân dụng trái phép gây rối trật tự công cộng. Thông tin ban đầu vào khoảng 22 giờ ngày 12/7, Quyết và Thành điều khiển xe máy lưu thông trên đường Đồng Khởi, thành phố Biên Hòa. Khi đến ngã ba Tân Phong, thuộc phường Tân Hiệp, xảy ra mâu thuẫn với ông Mai Hoàng Anh, 38 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, dẫn đến đánh nhau. Được mọi người can ngăn nên hai bên đã đi về. Tuy nhiên vẫn bực tức trong người nên Quyết đã về nhà lấy một khẩu súng bắn đạn cao su và 6 viên đạn, trong đó có một viên đã lên nòng, mang theo trong người đi tìm ông Anh để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi tìm được, phát hiện ông Anh đang chạy trên đường Đồng Khởi, hai đối tượng trên đã truy đuổi. Nhận được tin báo, cảnh sát 13 công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng đến hiện trường khống chế đối tượng. Kiểm tra, công an phát hiện trên người của Quyết có một khẩu súng bắn đạn cao su và 6 viên đạn, trong đó có một viên đã lên nòng. Công an đưa hai người về trụ sở để làm việc. Được biết, Quyết đang là nhân viên bảo vệ của một ngân hàng trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Nguyên trung tá công an nợ hơn nửa tỷ đồng tiền vé số rồi bỏ trốn. Tiếp xúc chúng tôi, ông Mã Văn Cự, 72 tuổi, ngụ ở xã Phước Tiền, huyện Nhân Trạch, không giấu nổi lo lắng khi kể lại. Ông làm nghề bán vé số được 20 năm. Trong những lần đi bán vé số, ông Cự gặp ông Tê, 68 tuổi, ngụ ở thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, nguyên là trung tá công an đang làm việc tại huyện Nhân Trạch. Những lần gặp nhau trên đường, ông Tê gặp tôi mua vé số, nói là mua giúp tôi vì thấy tôi khổ cực. Ban đầu mua vài tờ, ông trả tiền liền nên tôi và ông quen nhau. Sau đó ông mua gấp đôi, từ 20 đến 50 tờ. Nhưng trả tiền liền rất sòng phẳng nên tôi rất tin tưởng. Ai ngờ sau đó ông bắt đầu mua nợ và không trả, ông Cự nói. Theo đó, từ năm 2009, ông Tê gặp ông Cự bảo là bán vé số từ 70 đến 100 tờ cho ông rất nợ ghi nợ và số tiền sẽ trả đầy đủ. Cứ mua khoảng 1.000 tờ thì ông Tê trả được 300 tờ, còn lại thì nợ ông Cự. Tiếp tục từ năm 2009 cho đến năm 2015, ông Tê đã mua nợ tiền vé số của ông Cự, tổng số tiền lên tới là hơn 500 triệu đồng. Không có tiền trả, ông Tê đã viết giấy trắng để trả cho ông nợ. Ông Cự nói, gặp rất nhiều lần ông Tê, tôi hỏi số tiền nợ, thì ông trả bảo là khi nào bán được 25 mẫu đất ở cái nông trường huyện Long Thành, sau này bán sẽ trả cho hết, rồi cứ yên tâm đi. Cứ nói thế rồi 2 năm qua, ông chạy trốn luôn. Bà Phạm Thị Nhỏ, 71 tuổi, vợ ông Cự cũng cho biết, lúc ông Tê làm công an ở huyện Nhân Trạch, thấy ổng nợ rất nhiều người nên tôi đã nói ông Cự làm đơn tố cáo gửi lên công an. Thế nhưng ông Cự cứ nể nang, không nghe lời của ông Tê hứa xuông. Giờ thì nghỉ hưu luôn rồi, ổng đi đâu cũng chả rõ, gia đình lâm vào cảnh nợ nần rất khó khăn. Ông Tê có dấu hiệu là bỏ trốn, nợ không trả từ đầu năm 2016 đến nay. Ông Cự đã làm đơn tố cáo gửi đến nhiều cơ quan chức năng huyện Nhân Trạch và huyện Long Thành, Đồng Nai, v.v. Do không chịu tập được ông Tê nên tòa án dân huyện Nhân Trạch, Long Thành đã cũng không xét xử được. Bức xúc, đến tháng 8 năm 2016, tôi rút hồ sơ tới công an huyện Long Thành và công an huyện Nhân Trạch để tố cáo ông Cự. Theo ông Cự, vợ chồng tôi rất nghèo khó. Ông bị tàn tật, bệnh tiểu đường, còn người vợ thì đi lại không được. Hai vợ chồng sống ở một ngôi nhà tình thương, tiền mỗi ngày phụ thuộc rất nhiều vào tiền bán vé số của ông Cự. Và từ khi ông Tê mua vé số không trả hơn nửa tỷ đồng, hai vợ chồng không biết sống vào đâu vì rất nhiều chủ đại lý không cho bán vé số. Trao đổi chúng tôi, trung tá Trần Duy Tiến, đội trưởng đội điều tra tổng hợp của công an huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, ông Tê trước đây làm công tác xây dựng phong trào công an huyện Nhân Trạch, hàm là trung tá. Đến năm 2003, ông Tê về hưu. Chúng tôi vẫn nhận đơn của ông Cự. Trong thời gian tới, ông Cự cứ gửi đơn đến cơ quan thì đơn này sẽ căn cứ vào nội dung, cơ sở pháp lý để xử lý theo đúng pháp luật. Nếu có dấu hiệu lừa đảo, chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không bao che
Trung tá Trần Duy Tiến nói thêm. Tú ông điều hành đường dây mại dâm tiền triệu ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 12 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá được thành công một đường dây mại dâm do đối tượng Quỳnh Quang Tú, sinh 1974, ngụ quận 8 điều hành. Bị bắt cùng với Tú còn có 3 tượng khác bao gồm Huỳnh Văn Ánh, sinh 1962, ngụ huyện Nhà Bè, Trần Văn Thiện Quý, sinh 1985, ngụ huyện Bình Chánh, Trần Văn Đặng, sinh 1978, ngụ quận Nhất để điều tra về vai trò đồng phạm. Theo điều tra ban đầu, Tú đã hành nghề xe ôm nên quen biết rất nhiều mối quen có nhu cầu bán dâm. Từ đó Tú bỏ nghề xe ôm đứng ra tổ chức cái đường dây mại dâm riêng của mình để hưởng tiền môi giới. Cái đường dây mại dâm của Tú hoạt động rất tinh vi ở khắp mọi nơi, từ quận Nhất cho tới quận 7. Dưới chướng của Tú luôn có sẵn từ 5 đến 6 em chân dài, luôn sẵn sàng chiều khách tới bến. Theo đó, khách có nhu cầu phục vụ, Tú sẽ điều đến phục vụ với giá từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu mỗi một lần qua đêm. Còn với những cuốc tàu nhanh thì giá rẻ hơn, từ 500 đến 800 nghìn đồng. Sau đó, Tú sẽ lấy tiền công môi giới là 50% số tiền khách đang chơi phải trả cho gái bán dâm. Để vận hành đường dây mại dâm của mình, Tú đã thuê Trần Thiện Quý và Trần Văn Đặng để làm nhiệm vụ chuyển gái cho tới các địa điểm bán dâm của khách và chờ thu tiền môi giới. Tú sẽ trả tiền công cho Quý và Đặng là 200.000 đồng một người một ngày. Riêng ở địa bàn quận 7, Tú đã bàn giao khoán cho Huỳnh Văn Ánh làm nhiệm vụ dắt mối. Khi có khách liên hệ mua dâm, Ánh sẽ gọi điện thoại cho Tú điều hành đến gái bán dâm. Mỗi lần môi giới thành công, Tú sẽ trả cho Ánh số tiền công từ 200 cho đến 300.000 đồng. Mới đây, khi Ánh gọi cho Tú điều hành hai gái bán dâm để phục vụ cho hai khách làng chơi ở khách sạn ở quận Phú Nhuận, quận 7 thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, hẹn gặp lại chi tiết, nhớ like, share, subscribe.